chạy lên núi xa lắm á sư ơi. Căng tới giờ chạy còn căng lắm á. À, phải nãy mua ở ngoài chợ ngoài. Dạ đúng rồi, mua ngoài chợ phải thuê xe ôm chở vô nè quý vị. Nhiêu tiền vậy chú? Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì hồi lúc sáng tình có đi ra chợ mua 300kg gạo cùng với một số thực phẩm cũng như là dầu hôi, nước mắm, nhang đèn cho các vị sư tu ở trên núi đó quý vị. Thì đường lên núi rất là khó, không có chở lên được, thì nãy mua ngoài chợ có thuê xe ôm gửi nhà chú này. Chú đường lên núi nè, trước cửa đường lên núi á, thì hiện tại gửi nhà có chú sư xuống nhận nè. Dạ thường ngày thì mấy sư mua đồ cũng hay gửi đây hay sao? Dạ đúng rồi, gửi đây không? Đây con bao gạo này của ổng chưa chở lên. Dạ có mua cái này mua gì vậy? Dạ con đâu có biết đâu, hồi sáng có mua ngoài chợ đó, thì nãy chú với cô thấy đó là con mua rất là nhiều rồi, phải thuê xe ôm chở vô đây á. Chứ con biết ở đây có, con mua ở đây, con mua dầu hôi, nước mắm, xà bông rồi. Hồi nãy quý vị khán giả thấy là sư chở lên trước mấy thùng rồi đó. Dạ, tại vì đi một lần rất là khó khăn, với lại đi kiếm xe mà chở lên núi cũng khó nữa. Rồi thôi con gửi chú ở đây để sư xuống sư chở ha. Dạ, dạ. Dạ con cảm ơn chú nhiều ha. Nếu mà lần sau con có xuống đây con nhất định sẽ mua ủng hộ hai cô chú, tại thực sự là con không biết. Con phải đi mua ngoài chợ rồi phải thuê xe ôm, nhưng nãy trả hết mấy trăm ngàn đó, chú nhìn thấy rồi đó. Thôi giờ con đi lên núi ha, cảm ơn cô với chú ha. Dạ thì bây giờ đi lên núi ha quý vị ha. Núi dốc đứng lắm quý vị. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì nãy giờ Tình cũng đi được một đoạn rồi, thì Tình cũng muốn ghi hình lại những cái khoảnh khắc cuộc hành trình mà Tình đi lên trên núi tìm gặp những cái sư thầy tu ở trên núi, thì Tình muốn ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Thì Tình sẽ ghi lại một đoạn ngắn cái khoảnh khắc mà Tình chạy xe lên trên núi cho quý vị khán giả xem. Thật sự rất là khó khăn và các sư ở trên này cũng rất là khó khăn. Thì ghi hình lại một đoạn ngắn thì mong rằng quý vị khán giả hiểu được những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn của những sư mà tu ở trên núi như thế nào nha quý vị ha. Bây giờ mời quý vị khán giả cùng đón xem một đoạn cùng chạy ha. Nữa đâu quý vị, có quý vị có thể nhìn thấy nè, đường đi rất là khó và xe Tình là 150 cây số mà đeo muối muốn không nổi luôn á quý vị, rất là khó chạy. Rất là khó luôn quý vị. Thì đây chính là núi Cấm An Giang, thì nơi mà Tình đang đứng có độ cao là hơn 1000 mét đó quý vị.
Thì đây là cái góc nhìn từ trên cái nơi các sư tu ở trên núi nhìn xuống. Một góc nhìn rất là đẹp và rất là tuyệt vời luôn quý vị. Đường đi cũng rất là khó nha quý vị. Quý vị khán giả nào mà muốn trải nghiệm thì cũng phải tự lượng sức mình. Bởi vì nếu mà sức khỏe không cho phép hoặc là tay lái không cho phép thì có thể không đi đến đây nổi nha quý vị. Thì đi đến đây thì bỗng nhiên Tình rất cảm thấy rất là thoải mái thưa quý vị. Tâm hồn mình cảm thấy rất là nhẹ. Thì bây giờ Tình xin mời quý vị khán giả theo chân Tình vào trong. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sambetiyo vivacchanto sambharogo vinasato matte bhavato tarayo sukhi dikkha yuko bhava avivadana silesa nityang vitha bhaccha yino chattaro dhamma vacchanti ayu vanno sukham balam bhavatu sambha mangalam gakantu sambha devata sambha buddha nuvave nasada sothi bhavantu te bhavatu sambha mangalam gakantu sambha devata sambha dhamma nuvave nasada sothi bhavantu te bhavatu sambha mangalam gakantu sambha devata sambha sangha nu pha ve na sa da so thi pha vân tu thế. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sống đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính đến các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Nói như là sư nói rằng là sư ấm hết thì sư muốn chia sẻ những người mà nghèo ở dưới gì đó. Còn sư ít có tiếp viên, còn sư còn phát gạo cho Phật tử. Dạ, dạ con chào sư ha. Dạ, con thì lần trước con tới đây con gặp sư rồi. Dạ, thì con rất là quý sư. Mặc dù là cái đường đi lên núi Cấm rất là khó, nhưng con không biết trong cái con về con ngủ nhiều đêm á, con suy nghĩ con thao thức rất là nhiều. Con không biết tại sao á, là trong đầu con á, con rất thương các sư ở trên núi như thế này nè. Thì có thể là do điều kiện cũng khó và do giáo hội mình á, thì bây giờ á, là đã thắt chặt lại rồi, nên là cái việc đi khất thực á, nó rất là khó. Có thể là các sư là tu chân chính nhưng mà người ta lạm dụng rất là nhiều. Thì hôm nay là con có được một cô ở bên Canada là phát tâm ủng hộ cho các sư một phần nhỏ trong cuộc sống. Tại vì cuộc sống ở trên núi nó thiếu thốn rất là nhiều. Thì có sáng con có mua là 5 bao gạo, mỗi bao là 50kg. Và cùng với một số giống như là dầu hôi, nước mắm hay là bột giặt hay là nhang khói và trà, tất cả mọi thứ một phần nào đó hỗ trợ cho các sư. Nhưng mà hồi nãy sư có nói với con là sư muốn phát gạo về cho người nghèo, thì lý do tại sao thì sư phát gạo lại cho người nghèo hả sư ha? Dạ, mô Phật thì sư cũng thay mặt các sư ở đây là dạ. Gạo thì Phật tử cũng nhiều nơi có, cũng lâu lâu cũng có ghé đến đây cũng dạ. Cúng dường các sư ngồi chút vậy đó. Dạ. Các sư thì cũng được mười mấy vị ở đây, nhưng mà các sư kia thì hiện đang đi du hành, còn nơi đây chỉ có bốn vị hoặc năm vị. Dạ. Nên các sư nhiều gạo quá sư sợ ăn không hết, rồi để hư mình sẽ phí phạm đi của Phật tử. Dạ. Cái lòng tốt của Phật tử thì các sư xin nhận. Dạ. Nhưng mà mình không thể nào cho phí phạm. Dạ. Nên các sư thì thấy các vị sống ở đây thì cũng thương các sư đó. Dạ. Mà các vị đó cũng nghèo nên các sư thấy dư giả, nên các sư cũng muốn phát cho các vị đó. Dạ. Để mình gieo duyên lành với các vị. Dạ. Thì sư có thể cho con biết cái pháp danh của sư được không ha? Dạ, mô Phật. Sư tên, pháp danh của sư là Thích Phước Nhẫn. Dạ. Dạ.
hồi trước là trước khi lên núi Cấm là sư xuất gia ở đâu hả sư ha? Dạ, có gặp sư xuất gia ở chùa Quang Minh. Dạ. Ở Đồng Nai mà sư. Dạ. Ở Đồng Nai, ở Nhân Trạch. Dạ. Thì còn quê quán của mình là trước giờ ở đâu hả sư ha? Dạ, mô Phật quê sư thì ở Kiên Giang. Dạ. Rồi à, sư năm nay nhiêu tuổi hả sư ha? Dạ, mô Phật sư 29 tuổi. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì trong mắt mỗi người có một cái nhìn nhận khác nhau. Thì lần đầu tiên Tình đến trên núi Cấm là một cái buổi chiều, thì lúc đó trời cũng chập tối, thì có biết được sư Phước Nhẫn. Nhưng mà không biết tại sao về nhà cứ mỗi lần nằm ngủ mình thấy một cái hình tượng, thấy sư Phước Nhẫn có một cái hình ảnh gì đó rất là thân thiện, và thấy một con cái một cánh hào quang gì đó. Có đó là có lẽ là trong mắt của Tình thôi, còn quý vị khán giả thì có thể nhìn thấy không nhìn thấy được hoặc là không có tin, nhưng mà riêng cá nhân con nhìn thấy là sư có một cánh hào quang, và thật sự nó lôi cuốn con đi đến đây một lần. Và con thấy được cái cuộc sống của các sư ở trên này thật sự là rất là khó khăn. Dạ, thì sư ơi, thế là cái ngày mà sư đi xuất gia đến bây giờ là lâu chưa hả sư ha? Dạ, sư thì cũng mới xuất gia đây được khoảng chừng 5-6 tháng. Dạ. Nhưng mà cái chí nguyện chứ muốn đi tu thì cũng đã lâu rồi. Dạ. Hồi trước ở đời sư cũng sống, cũng cố gắng giữ giới. Dạ. Còn trong đạo Phật á, thì Đức Thế Tôn khuyến khích người tại gia thì nếu mình giữ được thì giữ tam quy và ngũ giới. Còn sư thế gian cuộc sống nó cũng khó khăn. Dạ. Sư cũng cố gắng giới nào giữ được thì sư cũng gắng giữ giới, mà cũng ăn chay chuồng được mấy năm, cũng 4-5 năm liên tiếp. Nhưng mà do thân cũng có bệnh rồi. Dạ. Cha mẹ với người thân cũng la, cũng nói ăn chay thì thường sức khỏe yếu rồi làm việc nặng không nổi nên la. Dạ. Phước Nhẫn thấy vậy thì cũng kiểu như mình nghe lời cha mẹ, cái cũng ăn mặn trở lại. Nhưng một thời gian ngắn cái mình thấy chúng sanh nó chết đau khổ. Yeah. Cái mình thấy thôn, cái mình ăn mặn không được. Yeah. Rồi cũng ăn chay trở lại. Yeah. Rồi đủ nhân viên người sư mới đi xuất gia đây. Yeah. Cuộc sống của gia đình của sư hiện tại như thế nào hả sư? Dạ, mô Phật. Cuộc sống gia đình của nhà sư giờ thì cũng còn khó khăn đôi chút. Dạ. Nhưng mà cũng còn được người em trai, cũng còn ở thế gian để lo cha mẹ được. Nên sư đi tu thì cũng trăn trở thì cũng có, nhưng mà cũng có một phần nào đó thì an tâm hơn, còn người em lo cha mẹ. Dạ. Dạ, dạ sư, thì ở đây là mỗi sư là tu một cái cốc nhỏ nhỏ giống như vậy hả sư? Còn đây là cái nhà. Dạ. Nhà nấu ăn. Dạ, đây là nhà bếp để dành riêng cho nấu ăn, hoặc là Phật tử có đến muốn đến tu tập để thọ bát quan trai giới. Dạ. Cũng có nơi để tu tập hoặc. Dạ. Là ngủ nghỉ. Dạ. Dạ. Vậy còn cái chỗ mà để tất cả các sư mà tập trung lại để mà ngồi thiền cũng như là tu tập thì ở xa không sư? Dạ, cũng gần đây trên ngôi chánh điện. Dạ, vậy sư dắt con lên trên đó ha. Dạ. Dạ. Dạ, con chào sư. Ở trên này gió lớn quá hả sư ha. Có khi nào gió mà nó thổi tóc nóc tôn mình không sao? Đây là chánh điện của mình hả sư ha? Dạ, mô Phật, ở đây là chánh điện. Dạ. Ở đây là thường các sư ngồi lại thiền với nhau hả sư? Dạ, mô Phật, ở đây là để các sư tu tập. Dạ. Còn hành thiền hoặc có thiền sư già thì các sư cũng động tin phúc cho sư tử. Dạ. Đây là cái gì? Đây là cái nơi chánh điện của các sư ngồi thiền với nhau nè. Quý vị có thể nhìn từ trên cao trên núi xuống. Dạ.
hồi xưa là đất ở trên này là mình mua hay sao? Dạ, ở trên này thì mình mua. Dạ. Của cô xích lên trên. Dạ. Cô có tầm bán, mà bán với giá cũng giống như là bớt thôi. Dạ. Rồi mỗi người là một cái cốc nhỏ nhỏ vậy ha sư ha, tu riêng ha. Dạ, mua bậc tu riêng. Dạ. Đây là quý vị. Mỗi người một cái. Con thấy ở trong nhà bố trí đó là cái sư ngủ thì có mùng mền không sư? Dạ, thường thì có cái mùng thì. Dạ. Sư nào sức khỏe yếu mới dùng đến mền, những tháng mùa lạnh. Còn dạ. Như sư hoặc các sư sức khỏe mạnh thì không có dùng mền. Chỉ dạ. Có khi mũi quá thì chỉ dùng mùng thì. Dạ. Thường ít có dùng đến mền. Dạ. Và hôm nay thấy có hai sư ở đây à, vậy còn các sư kia đâu hả sư? Dạ, có còn hai vị nữa, các vị đang giờ này cũng giờ tịnh tu. Dạ. Còn các vị 2 giờ có khi vị hành thiền tới 3 giờ. Dạ. Dạ. Sư ơi, thí dụ như là tụi con đến từ thành phố đi, hay các cô bác đến từ ở nơi phương xa khác tới đi, ví dụ như tụi con muốn phát tâm và cúng dường á, cũng như quý vị khán giả mà muốn đến đây thăm để rồi phát tâm cúng dường á, thì ví dụ như tiền các sư có nhận không hả sư? Dạ. Tại vì đường lên núi nó cũng hơi khó á. Dạ, mô Phật về tiền chắc các sư không có nhận. Dạ. Còn thí dụ như thực phẩm rồi vẫn nhận ha. Tại dạ. Vì đường vận chuyển lên nó hơi khó á sư. Dạ, sáng con mua mà không chở lên được luôn, khó đi vô cùng luôn á. Dạ. À, sư ơi, rồi công việc hàng ngày của các sư là mình tu ở đây, rồi thí dụ như là mình cứ đi xuống núi khất thực không hả sư ha? Dạ, mô Phật đôi lúc cũng có. Dạ. Đi xuống rồi đi lên trên ngọn núi cấm. Dạ. Dạ. Thế là mình phải lội bộ xuống dưới núi ha, rồi mình lội đi xe ra ngoài bên cái núi cấm bên gần bên phía Chi Tôn hay sao? Dạ, chưa tới Chi Tôn, ở Chi Lăng. Dạ. Tập Chi Lăng ra hướng Nhà Bàn hoặc là đi về hướng Chi Tôn. Như thời gian vừa qua là giáo hội thì cấm khất thực á, mà các sư á thì tu ở trên núi như vậy á, thì đi khất thực á, khi đi ra ngoài đường á thì có gặp khó khăn gì không sư? Giống như là mỗi người có một nhìn vào á thì người ta có thể biết là thật hay giả, thì có bị ảnh hưởng gì không sư? Dạ, Phật cũng không ảnh hưởng gì các sư. Dạ. Cái gì? Các sư tu ở núi non thì lâu lâu mới xuống đồng bằng khất thực. Dạ. Chứ không có khất thực thường xuyên. Dạ. Thì cũng tránh những cái duyên tiếp xúc như yeah. Như bàn giáo hội. Dạ. Yeah. Ví dụ như mà bà con đi ngoài đường có khi nào người ta thấy mình khất thực, người ta nói mình giả, nó nặng không sư ha? Dạ, nói giả thì đôi lúc sư cũng có nghe. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình người tu mình không nên quan trọng mấy cái đó. Dạ. Yeah. Còn Phật tử ngoài đời thì cái đó là chuyện đương nhiên mà. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cái khoảng thời gian mà sư đi tu á, thì sư có chia sẻ với con là gia đình mình á, thì cũng khó khăn, cha mẹ lớn tuổi, mẹ thì bệnh đó. Nếu mà một người bình thường phải suy nghĩ rất là nhiều, nghĩ về cái gia đình mình đó, thì tâm trí của mình sẽ không còn trong cái việc tu tập nữa, thì suy nghĩ như thế nào ha? Dạ, một phần đôi lúc thì sư cũng trăn trở những chuyện đó, nhưng mà sư thường quán nhân duyên lại. Dạ. Rồi quán cái thân này, rồi lại đứa tôm dạy mình. Dạ. Thân của mình nó vô thường, nó không có gì là thuộc sở hữu của mình hết. Dạ. Cha mẹ hoặc là con cái, vợ chồng này kia cũng vậy, nên sư quán vô thường. Sư nói cho dù có không phải thế gian mà làm sửa nhà hay là cũng vốn cha mẹ đến già chết đi chăng nữa thì vô thường nó cũng tới, nó cũng bắt cha hoặc mẹ hoặc là em, mình cũng không có giữ họ được, mà mình cũng không có giúp gì được cho họ hết, mà chính mình đây mình cũng không có cứu được mình nữa, chỉ có con đường đi tu là mình chuốc rồi lo độ lấy mình, sao mới độ thân quyến và chúng sanh. Thì sư trăn trở, nhưng mà sư suy nghĩ cái đó nên đôi lúc cũng yên tâm vậy. Chứ mình ở thế gian thì cũng khó hành thiện được. Yeah. Tại thường sống ở thế gian theo danh lợi. Yeah. Làm cho cái lòng của mình nó cứ tham sân si dãy đầy, nó khó ở thế gian. Yeah. Thì cái việc mà tu tập ở trên núi như vậy á, thì cái gì mà làm sư cảm thấy mình gặp khó khăn nhiều nhất hả sư ha? Không khó khăn gì mấy,
tại các sư cũng từ xưa xuất thân ra, những sư ở đây thì cũng sống đời cực khổ, cũng quen hết, cũng không nhận đồ, cũng chịu không nhận được cái lầm. Kính thưa toàn thể quý vị khán giả, thì hôm nay tình có đến thăm chỗ cốc của nhiều nhà sư tu trên núi Cấm An Giang, thì có được sư Thích Phước Nhẫn và trò chuyện cùng với tình. Thế thì có chị Kim Phan ở bên Canada thì phát tâm ủng hộ các sư ở đây. Dạ, thì hồi nãy con có đem đến nhưng mà do đường núi xa xôi quá nên con không đem lên được. Thì hồi nãy sư có chia sẻ là sẽ ủng hộ được cho chỗ bà con nghèo, thì cái đó sẽ là tấm lòng của các sư. Thì trên đường đi con cũng có được chị Duyên ở Kiên Giang á, có ủng hộ thêm 200.000 để làm lộ phí á. Dạ. Sư cũng thay lời cho các sư ở đây. Dạ. Chúc quý Phật tử những vị đã phát tâm cúng dường. Dạ. Sư cũng nguyện cho Tam Bảo. Dạ. Phật Pháp Tăng cùng các vị chư thiên long thần hộ pháp. Dạ. Còn hậu độ cho các vị. Dạ. Dạ. Dạ, đây là sư Thích Phước Nhẫn nha quý vị.